Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin mới nhất cập nhật về giá ga chiều hôm nay ngày 26 tháng 3 năm 2024 trên kênh Giá Năng Lượng TV. Chúc quý vị và các bạn buổi chiều vui vẻ. Các bạn xem video hãy ủng hộ miễn phí cho kênh một like và một đăng ký kênh. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Trong bản tin hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những thông tin mới nhất về giá khí đốt trên thị trường thế giới. Tiếp theo là những thông tin cập nhật về giá CPLPG tháng 4 năm 2024 mới nhất và dự báo về giá ga trong nước tháng 4. Cuối cùng là những thông tin về giá ga trong nước hôm nay. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, giá ga hôm nay ngày 26 tháng 3 năm 2024, giá khí đốt thế giới tăng nhẹ, dự báo giá ga tháng 4 trong nước giảm nhẹ. Mở cửa phiên giao dịch sáng 26 tháng 3 năm 2024, giá ga hôm nay tại thị trường thế giới tăng nhẹ 0,11% ở mức 1,8 USD trên MMBTU đối với hợp đồng khí gas tự nhiên giao tháng 5 năm 2024. Tập đoàn Gazprom Nga đang bắt đầu xây dựng đường ống dẫn khí đốt trị giá hàng tỷ USD, mở rộng nguồn cung để đáp ứng các cam kết xuất khẩu sang Trung Quốc. Tập đoàn Gazprom cho biết, đường ống mới sẽ liên kết hai mạng lưới hiện có, đường ống Power of Siberia 1 ở Đông Siberia và đường ống Sakhalin, Khabarovsk-Vladivostok ở vùng viễn đông của Nga. Đường ống mới dài 828 km, sẽ chạy từ Khabarovsk đến thị trấn Belogorsk ở vùng Amur, nơi nó sẽ kết nối với đường ống Power of Siberia 1. Chuyên gia dầu khí Mikhail Krutikhin cho hay, đường ống mới dẫn khí sẽ có thể hoạt động theo cả hai hướng, cho phép Gazprom linh hoạt trong việc lựa chọn nguồn khí đốt sẽ xuất khẩu sang Trung Quốc. Theo hai hợp đồng do Gazprom ký với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc, Nga sẽ cung cấp 38 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm, chỉ từ hai mỏ Chazander và Kovikta, thông qua đường ống Power of Siberia 1 từ năm 2025 trở đi. Đồng thời, cung cấp 10 tỷ mét khối mỗi năm, thông qua một nhánh của đường ống Sakhalin, Khabarovsk-Vladivostok sang Trung Quốc. Trong một diễn biến khác, thị trường LNG toàn cầu được dự báo có thể phải đối mặt với sự thay đổi lớn về giá cả và dòng chảy thương mại vào cuối thập kỷ này nếu Liên minh châu Âu đưa LNG vào loại thuế biên giới carbon của mình. LNG hiện không bị áp thuế biên giới carbon, vì vậy hàng nhập khẩu hiện không bị đánh thuế bổ sung. Tuy nhiên, EU đã mở rộng chương trình mua bán khí thải sang vận chuyển, điều đó có nghĩa là hàng hóa LNG vào châu Âu sẽ phải chịu thuế carbon từ năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, về tình hình giá CPLPG tháng 4 năm 2024, ghi nhận trên thị trường, tính tới sáng ngày 26 tháng 3 năm 2024, giá CPLPG tháng 4 năm 2024 hiện đang có mức giá là 620,8 USD trên tấn, thấp hơn giá CP chính thức tháng 3 là 14,2 USD trên tấn. Với mức giá này, dự báo giá gas trong nước tháng 4 năm 2024 sẽ điều chỉnh giảm. Bình 12 kg giảm 4.251 đồng trên bình, bình 45 kg dự báo giảm 15.943 đồng trên bình. Về tình hình giá gas trong nước hôm nay, giá gas bình Petrolimex bán lẻ đã bao gồm thuế tại thị trường Hà Nội là 460.740 đồng trên bình dân dụng 12 kg, 1.842.760 đồng trên bình công nghiệp 48 kg, lần lượt tăng 2.640 đồng trên bình 12 kg và 10.560 đồng trên bình 48 kg, đã bao gồm thuế so với tháng trước. Công ty cổ phần xuất nhập khẩu năng lượng thành phố Hồ Chí Minh thông tin, giá gas City Petro, Vinapacific Petro, Vimexco thông báo giá bán lẻ đến người tiêu dùng trong tháng 3, không vượt quá 481.000 đồng trên bình 12 kg và 2.2500 đồng trên bình 50 kg. Tương tự, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dầu khí thành phố Hồ Chí Minh niêm yết giá bán lẻ tối đa đến tay người tiêu dùng không quá 443.000 đồng trên bình 12 kg. Theo các công ty kinh doanh gas, tỷ giá đồng USD và đồng Việt Nam tăng khiến giá gas nhập khẩu về Việt Nam tăng. Trong 3 tháng đầu năm 2024, giá gas liên tiếp tăng với tổng mức tăng là 13.000 đồng trên bình 12 kg. Hiện nguồn cung gas nội địa chỉ đáp ứng được khoảng 60% nhu cầu tiêu dùng, nên giá gas trong nước vẫn chịu ảnh hưởng bởi thị trường quốc tế. Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin cập nhật mới nhất về giá gas hôm nay. Chúc quý vị và các bạn ngày mới vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.